YouTube của mình. Video ngày hôm nay mình sẽ chỉ dẫn cho tất cả các bạn cách tô màu sao cho thật là đẹp. Và bây giờ chúng ta cùng bắt đầu nào. Xin chào các bạn, ngày hôm nay mình sẽ bắt đầu đi tô màu nhé. Bây giờ mình sẽ tô màu các bạn nha.
Vậy là mình đã tô màu xong rồi các bạn nhé. Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Video ngày hôm nay mình sẽ chỉ dẫn cho tất cả các bạn cách tô màu sao cho thật là đẹp. Và bây giờ chúng ta cùng bắt đầu nào. Xin chào các bạn nhé, ngày hôm nay mình sẽ bắt đầu đi tô màu nhé. Bây giờ mình sẽ vào chi tiết luôn. Vậy mình cho màu xong rồi bạn ạ.